không phát hiện độc chất trong thi hài của nữ du khách chết bất thường tại Nha Trang. Cơ quan công an thành phố Nha Trang vừa cho biết, kết quả giám định pháp y của một trong hai nữ du khách nước ngoài tử vong một cách bất thường tại Khánh Hòa cho thấy không có độc chất trong tử thi. Cô Karin Bowerman, 27 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, một trong hai nữ du khách nước ngoài chết bất thường tại Nha Trang Khánh Hòa vào cuối tháng 7 năm 2012. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của cô Bowerman được bác sĩ Việt Nam cho là suy hô hấp tuần hoàng do hậu quả của phù não. Trước đó, cô Karin Bauerman và cô Cathy Huỳnh, 27 tuổi, người quốc tịch Canada, gốc Việt Nam, đều là giáo viên tiếng Anh tại Nam Hàn, đã rủ nhau đi du lịch đến nhà tràng ngày 29 tháng 7, trò chung phòng ở một nhà nghỉ trong một con hẻm thuộc đường Nguyễn Thiện Thuật. Chiều 30 tháng 7, cả hai người cùng bất ngờ bị nôn mửa dữ dội và bị choáng váng. Khoảng 19 giờ cùng ngày, hai người được đưa vào bệnh viện quân dân y tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, cô Cati Huỳnh được cho về do đã bình phục. Riêng cô Bảo Quận Mạnh do tình trạng nguy kịch hơn đã được chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa, nhưng cô không qua khỏi và đã tử vong vào lúc 22 giờ 40 phút cùng ngày. Trưa ngày 1 tháng 8, cô Cathy Huỳnh tái xuất hiện các triệu chứng trên phải vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa, rồi tử vong vào lúc 2 giờ 15 phút sáng ngày 2 tháng 8 gia đình của cô mạnh và tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã yêu cầu công an thành phố Nha Trang khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân tử vong. Thi hài của cô mạnh được hỏa táng tại Việt Nam, đưa trở cố về Hoa Kỳ. Về trường hợp của cô Cathy, theo đề nghị của gia đình và tổng lãnh sự quán Canada, thi thể của cô được bàn giao nguyên vẹn cho gia đình đưa về Toronto mai táng thông qua thủ tục mẫu khám nghiệm tử thi. Trước khi mai táng, cơ quan y tế Toronto đã thuyết phục gia đình đồng ý cho khám nghiệm tử thi để xét nghiệm độc tố. Ngày sau khi lấy mẫu, giới chức y tế Toronto cho biết do thời gian đã khá lâu, tử thi bị bảo quản theo cách chích phọt môn quá nhiều nên việc xét nghiệm tìm độc tố sẽ khó khăn. Ngày 14 tháng 9, Sở Tư pháp Khánh Hòa đã cấp giấy chứng tự cho cô Cathy, nguyên nhân chết được ghi là choáng không hồi phục, chưa rõ nguyên nhân.